luôn luôn phát huy, phải giáo dục cho mọi đảng viên phải học tập theo lời dạy của Bác. Không có Đảng, không có Bác Hồ ngày xưa thì bây giờ không được như thế này. Không có các bác ngày xưa, các bác như này thì bây giờ không có được thế này. Không có Đảng lãnh đạo thì không làm ăn gì được. 92 tuổi đời, 70 năm tuổi Đảng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trương Thị Tám ở thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoai Châu vẫn nhớ rõ sự ân cần, gần gũi và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần, bà không khỏi bùi ngùi, xúc động, nhớ về kỷ niệm được gặp và trò chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rất là phấn khởi, xúc động lắm. Tôi thấy rằng là Bác rất tình cảm, gần gũi quần chúng, mà gần gũi cả đảng viên, cũng như Bác Hồ. Bác Hồ người sượng thế. Nói thêm một cái câu là chúng ta phải gần quần chúng. Gần quần chúng thì quần chúng sẽ ủng hộ mình. Anh hùng Nguyễn Đức Thụy ở xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, người vinh dự hai lần được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cũng không giấu được cảm xúc khi nghe tin Tổng Bí thư từ trần. Cuộc đời ông gắn liền với Đảng, với những trận đánh bảo vệ Tổ quốc, ông Thụy đã dành tình cảm đặc biệt dành cho Tổng Bí thư và may mắn được gặp Bác nhân dịp Tổng Bí thư về thăm Hưng Yên năm 2021. Không tả nổi xiết được vì cái lòng sung sướng cuộc đời mình được gặp Tổng Bí thư, một cái người cầm bút thay cho lòng súng, lò đã hồng củi tươi cũng cháy. Tôi tin tưởng vào đường lối của Đảng, từ đấy mà quyết tâm làm theo lời. Bác Hồ dạy và Nguyễn Phú Trọng dạy. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn là tấm gương sáng ngời của người cộng sản. Những lời căn dặn, những tư tưởng đạo đức cách mạng cao cả, lối sống cần kiệm, liêm chính của Tổng Bí thư luôn là kim chỉ nam cho các thế hệ sau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giờ đây, khi trái tim Bác đã ngừng đập, song ánh mắt sáng ngời, nụ cười hiền hậu của Tổng Bí thư vẫn còn sáng mãi dưới lá cờ Đảng và còn sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.